Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải nghi can thứ 5 bị bỏ sót là ai. Hồ Duy Hải có kêu oan hay không? Đây là điều mà báo chí Việt Nam lúc nói có, lúc bảo không. Vậy thì sự thật là như thế nào? Rất nhiều báo Việt Nam đã dẫn lời bà Trần Thị Nhanh và giới thiệu là người đã nhiều lần vào tù trò chuyện với Hồ Duy Hải để kết luận rằng Hải không kêu oan. Trong khi đó, cả hai luật sư bảo vệ cho Hải đều khẳng định Hải kêu oan. Rất nhiều báo cũng ghi nhận Hải kêu oan trong phiên tòa, trong đó có một báo trích lời của Hội đồng Thẩm phán Nhân dân Lê Văn Bảo nói rằng tuyệt đại đa số bị cáo đều tâm phục khẩu phục, duy chỉ có trường hợp Hồ Duy Hải kêu oan, không đồng tình với kết luận điều tra. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nhanh, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, là người ký vào cáo trạng truy tố Hồ Duy Hải. Riêng về bà Trần Thị Nhanh, báo Việt Nam viết rằng đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An giám sát trọng án bưu điện cổ voi và ký vào cáo trạng tuyên bố bị can Hồ Duy Hải. Lúc ấy là một phụ nữ, là bà Trần Thị Nhanh, phó viện trưởng, sau này là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Bà Trần Thị Nhanh nói bà tin rằng giác quan nhạy cảm của người phụ nữ sẽ giúp bà phát hiện ra dấu hiệu oan sai nếu có. Trong lúc lần tiếp xúc với bà, không khi nào Hồ Duy Hải kêu oan mà luôn thành khẩn nhận tội. Một lần tiếp xúc với bà, Hồ Duy Hải đã khóc và nói rằng nhiều đêm mình không ngủ được, bị lương tâm dằn vặt, bị tội lỗi đã chót gây ra với hai nạn nhân. Sau này, bà Nhanh còn vài lần đến trại tạm giam Long An để gặp trò chuyện với Hồ Duy Hải. Những lần sau này, Hải ít nói hơn và cũng không một lời kêu oan. Đó là nội dung trên báo chính thống. Tuy nhiên, một người tù cùng trại giam với Hồ Duy Hải sau khi được tự do lại kể câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là Đinh Nhật Uy, một tù nhân lương tâm ở Long An. Tôi bị đánh đập dữ quá nên ký nhận tội. Tôi bị oan, cán bộ ơi. Hồ Duy Hải đã thường xuyên la hét như vậy. Anh Đinh Nhật Uy đã kể lại trong một bài báo. Tôi ở chung trại giam với Hồ Duy Hải hơn 4 tháng trong năm 2013. Tôi gặp Hải ít nhất 4 lần trong những dịp thăm nuôi định kỳ khoảng tháng 8 đến tháng 10. Vào ngày thăm nuôi, cán bộ trại giam đến phòng dẫn người tù ra dãy đường chính của trại giam để xếp hàng chờ đợi đến lượt thăm. Trong lần thăm nuôi đầu tiên, tôi thấy ba cán bộ áp tải một người bị tù cùm chân, cùm tay như bằng xích, bước đi lê lết. Tướng tá người tù cao to, tóc sát ra đầu, mặc bộ, áo, đấu bóng đá. Tôi thắc mắc không biết là ai và bị tội gì. Bạn tù gần đó cho biết là tử tù Hải ở cổ voi giết người trong bưu điện. Tù có án thì thăm bên ngoài phòng thăm được nói chuyện qua điện thoại. Tử tù thì phải thăm trực tiếp bên trong phòng tra cung. Những lần tiếp theo tôi cũng thấy như trong trường hợp như vậy. Tôi thường đưa tay chào tất cả những người tù mà tôi gặp. Hồ Duy Hải thường đáp lại lời chào của tôi bằng cái gật đầu và nụ cười buồn. Đây là hình ảnh bài đăng trên báo giấy về câu chuyện của Đinh Nhật Uy, một bạn tù với Hồ Duy Hải, và nói rằng tối nào nó cũng la hét kêu oan. Vụ án của Hải gây chấn động Long An một thời, hầu như ai cũng biết và tôi cũng biết rất nhiều tin vụ án từ báo chí. Nhưng trong thời gian ở trại, tôi hỏi nhiều bạn tù về trường hợp của Hải. Những người tù trước đó đã có tiếp xúc với Hải đều nói Hải bị oan, khác với những gì báo đã đăng. Nó không giết người, nó bị ép đánh đập đi không nổi trên khai đại để nhận tội cho xong. Tối nào nó cũng la hét kêu oan. Một bạn tù ở trước tôi 4 tháng cho biết như vậy. Rồi một bạn tù ở trước tôi 3 tháng nói, thằng Hải bị oan, nó kể cho những người bạn tù, gần đó là nó không giết người, nó đến đó thì hai đứa kia chết rồi, nó chỉ sơ múi mấy cái các điện thoại thôi mà bị tử tù. Nó là thằng tử tù, sống dai nhất, hơn 5 năm có tử hình đâu, nó bị tử là oan. Sau một vài trận xung đột bằng vũ lực với bạn tù lắm mồm, tôi bị kỷ luật và chuyển phòng. Tôi chuyển xuống dãy cuối, sau lưng tôi là dãy phòng của tử tù. Tôi bắt đầu hỏi thăm các tử tù về tình trạng của từng người. Và Hồ Duy Hải đã có lần hét lớn rằng tôi không giết người, tôi bị ép cung, đánh đập nên nhận đại. Tôi bị oan, cán bộ ơi, tôi bị oan. Trong trại giam có rất nhiều giai thoại. Liêu trai được thiêu dệt lên về Hồ Duy Hải. Một trong số đó là câu chuyện Hồ Duy Hải làm người hùng bất giác dĩ khi bị ép nhận tội thay cho bạn thân là con ông Bự. Đây là con một cán bộ cấp rất cao. Và trong cái nhìn của những người tù, Hồ Duy Hải là tử tù huyền bí, có ma lực thu phục chim sẻ và quả đen.
một tù từ sống dai nhất sau khi có án tử. Nhiều bạn tù đều tin rằng Hồ Duy Hải bị xử oan nếu nó được ma lực của những linh hồn người tù đã khuất giúp đỡ. Lần thăm nuôi Đinh Nguyên Kha mới đây, Kha cũng có nói cho tôi biết về Hồ Duy Hải. Kha từng nói chuyện với Hải trong thời gian gần một năm trong trại giam. Hải có voi bị oan đó, nó kể cho em nghe là nó không giết ai cả. Nó đến đó là hai người kia đã chết rồi. Nó lục để lấy mấy cái các điện thoại, nó bị đánh quá nên nhận tội. Kết luận điều tra của nó sai sót đủ thứ và không trùng khớp, Kha nói. Và với những bằng chứng không hợp lý trong hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải được báo chí vạch ra trong những ngày gần đây, thì rõ ràng Hồ Duy Hải chỉ là nạn nhân của những sai sót vô tình hay cố tình trong khâu điều tra tố tụng. Đây là hình ảnh, những bức ảnh được tiết lộ lúc nửa đêm với nhiều câu hỏi. Két sắt có sẵn chùm chìa khóa bị bỏ qua, sao gọi là cướp? Con gấu rất to trên salon ai cũng nhìn thấy. Ổ khóa cửa ngoài bưu điện cầu voi còn nguyên. Hồ Duy Hải lấy xe ra bằng cách nào? Bồn rửa tay có dấu vết vân tay của ai? Trang Facebook Báo Sạch chia sẻ về những bức ảnh rùng rợn nửa đêm như sau. Cứ đến nửa đêm thì lại có bạn đọc dấu mặt gửi đến cho chúng tôi những hình ảnh hoặc chi tiết có thể là chưa từng được công bố trong vụ án bưu điện cầu voi. Với hai hình ảnh dưới đây, chúng tôi muốn đặt ra hai câu hỏi như sau. Dấu vân tay trên bồn rửa mặt là của ai nếu không phải là của hung thủ? Đã giết người, cướp của, tại sao lại bỏ lại cái két sắt có sẵn chùm chìa khóa như vậy? Xin cảm ơn người giấu mặt đã cung cấp những hình ảnh quá rùng rợn hiện trường. Càng nhìn thi thể các nạn nhân, Báo Sạch càng mong mỏi công lý thật sự sẽ đến, dù vụ án đã xảy ra hơn 12 năm. Facebook Đoàn Kiên Giang cũng chia sẻ về cơ duyên kỳ lạ được biết đến những chứng cứ quan trọng với tựa đề Trời cao hay người tốt động lòng. Cách vài ngày, chúng tôi trên đường lần mò lại tìm được gì đó hoặc là nhận được tài liệu từ đâu đó, có khi rất tình cờ, như thể là cơ duyên. Ngồi ra lại hình ảnh được ghi và thể hiện qua việc các vụ án và các văn bản được ghi thể hiện giống cái bút lục mà chưa thấy cơ quan hữu trách nào công bố công khai thì có thắc mắc như sau. Con gấu bông mà Hồ Duy Hải khai là thấy và là một trong những cơ sở kết tội bị án có hình thù rất to lớn để ngay ghế phòng khách bưu điện cầu voi cạnh lối ra vào. Bất cứ ai đứng ngoài cửa cũng thấy bịch trái cây Vân mua về còn để trên bàn lặng yên gọn ghẽ ngay ngắn như chưa hề có cuộc chạy trốn la hét hãi hùng trước kẻ thù độc ác. Khóa cửa ngoài của bưu điện cầu voi còn nguyên, Hồ Duy Hải lấy xe ra bằng cách nào? Máu và tóc ở rất nhiều nơi, tại sao lại để thật lâu mà không được giám định khiến mẫu thu được hư hỏng? Có một nghi can đặc biệt đã bị bỏ sót, không có lời khai, không được triệu tập mặc dù có mặt sát giờ gây án và được nhiều nhân chứng nhận diện. Đây là hình ảnh sơ đồ bưu điện cầu voi và hình chụp quầy giao dịch nơi các nhân chứng anh Thường, anh Còi và anh Chí đứng quan sát được phòng khách và ghế salon dài nơi có nghi can thứ 5 ngồi chơi với cô Hồng. Nhà báo Trương Trương Hữu Danh bình luận tiếp như sau. Vụ án bưu điện cầu voi, ngoài vợ chồng chị Ngân bán trái cây, anh Long thì đã mất, thì có ít nhất 4 người nhìn thấy hai nạn nhân trước khi họ bị sát hại. Cả 4 người này đều nhìn thấy người thanh niên ngồi ở ghế salon bên trong. Anh Hồ Văn Bình, bút lục số 265 và 266 chia làm hai cái mốc như sau. Hơn 19 giờ, anh tới gửi xe để qua nhà người quen, anh thường gửi xe ở đây. Và thấy có một thanh niên ngồi với Hồng. Hơn 19:30, anh quay lại, thấy người thanh niên vẫn còn ngồi đó. Anh Bình thường gửi xe ở đây nên quen mặt hai cô gái. Tuy nhiên, anh không bước vào trong nên không nhận dạng được người thanh niên. Anh Đinh Vũ Thường, hơn 19:30 và xác định chốt cứng bằng cuộc gọi điện thoại của anh ta tại bưu điện cho người thân lúc 19:39. Với thiết kế cabin bưu điện cầu voi thì anh thường sẽ không thấy bàn salon mà khi ra tính tiền mới thấy. Do đó, các bút lục thể hiện anh không nhận dạng được người thanh niên. Anh Đinh Văn Còi, sĩ quan của cảnh sát cơ động, thầy dạy võ có mặt ở bưu điện trong khung giờ 19:30, xuất phát từ cầu Ván về cầu Voi khoảng 3 km. Tuy nhiên, do anh Thường không thấy anh Còi và anh Chí nên khả năng anh có mặt tại đây khi anh Thường đã rời đi, tức là khoảng 19:42 và hơn một chút. Anh Còi đứng ngay quầy, nạp cát mất 5 phút và có điều kiện nhận dạng tốt hơn anh Bình và anh Thường, cả về con mắt của dân có nghề lẫn vị trí quan sát. Anh Còi nhận dạng một thanh niên hơi tròn tầm 30 tuổi, áo thun có màu vàng.
Đây là hình ảnh bàn salon với trái cây còn nguyên, nơi nạn nhân Hồng ngồi với một thanh niên chưa được hồ sơ miêu tả, cũng chưa có lời khai trong bất kỳ bút lục nào. Anh Chí, nghề thợ hàn, mắt khá tinh, vị trí đứng như anh còi và nhận dạng tương tự. Nếu giáp khung giờ của bốn nạn nhân này, thì từ 19 giờ trở đi thì chỉ có một thanh niên duy nhất ngồi liên tục ở ghế salon. Còn Hồ Duy Hải thì chứng cứ ghi nhận vào lúc 19 giờ 13 phút 39 giây vẫn còn đang nhận một cuộc gọi điện thoại ở tiệm cầm đồ. Do đó, nếu chỉ có một thanh niên thì không phải là Hải. Xem lại báo cáo của bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, vụ án Hồ Duy Hải cũng suy đoán được người thanh niên kia không phải là Hồ Duy Hải. Báo cáo cũng tính toán quãng thời gian mà các cơ quan tố tụng cho rằng Hải đi từ tiệm cầm đồ đến bưu điện mất 15 phút thì chỉ chừa cho Hải đúng 1 phút 21 giây để vừa cầm đồ mất 5 phút, vừa đổi xe mất 3-4 phút, vừa gặp đang 5 phút và có cả bút lục Hải đi quán bà 2A trả tiền rồi mới đổi xe. Trong hàng loạt điểm vô lý mà báo cáo đã nêu, chúng tôi đã thực hiện như chạy đua cũng mất tối thiểu từ 23 đến 24 phút. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đã chia sẻ như vậy. Và nếu theo tính toán của bà Nga hoàn toàn theo bút lục, Hải cần có ít nhất 30 phút mới hoàn thành quãng đường cũng như các giao dịch từ tiệm cầm đồ đến bưu điện Cổ Voi. Cho nên, người thanh niên mà cáo trạng nhắc tới, tức là anh Bình, anh thường nhìn thấy, không phải là Hồ Duy Hải. Vấn đề hiện nay là anh Còi, người có bút lục khai nhận, hoàn toàn khác biệt với anh Thường khi anh Còi còn là một sĩ quan công an, lại đang ngồi tù vì tội đánh bạc. Có ý kiến cho rằng cần trích xuất anh Còi tại một trại giam của Bộ rồi hủy án điều tra lại. Thông tin về người thanh niên này cũng từng được báo chí gọi là nghi can thứ 5 với rất nhiều bài viết kèm theo. Đây là hình ảnh hiện trường bếp ăn bưu điện Cổ Voi nơi hai thi thể nạn nhân nằm. Có một cái dĩa, một tô, hai chén và một ly đã ăn uống xong. Có ba đôi đũa nhưng hai đôi đã sử dụng nằm trên bàn và một chiếc nằm rơi ở tấm thớt. Bài vụ sát hại hai nhân viên bưu điện Cổ Voi xuất hiện trên nhiều tình tiết mới. Đăng vào ngày 17 tháng 1 năm 2008, theo lời khai ban đầu của Nghị, thì khoảng hơn 20 giờ đêm ngày 13 tháng 1, anh ta có nhìn thấy một thanh niên khác ghé vào bưu điện Cổ Voi và người này cũng chính là bạn trai của Hồng. Nghị nói, chỉ nghe nói là người thanh niên kia tên là Trung, là kỹ sư đang làm việc trong một công trình đi ngang qua địa bàn tỉnh Long An. Có quan hệ, địa chỉ cụ thể thì không nắm được. Thông tin này cũng được một nhân chứng cung cấp tại cơ quan điều tra. Theo nhân chứng này, người kỹ sư tên Trung cũng quen với nạn nhân là anh Hồng. Ngoài ra còn có một tài xế của cơ quan cấp tỉnh thỉnh thoảng cũng hay ghé ăn cơm trưa tại bưu cục. Một nhân chứng khác ở thị xã Tân An cũng đã đến cơ quan công an cung cấp thông tin như sau. Vào khoảng hơn 20 giờ đêm xảy ra án mạng, anh có vào bưu điện Cổ Voi để mua thẻ cào điện thoại di động. Lúc đầu anh thấy tại phòng giao dịch chỉ có một nữ nhân viên, nhưng khi cô này vừa bước ra đưa thẻ cào cho anh thì anh nhìn thấy ở phía trong còn có một thanh niên mặc áo khoác, quần jean ngồi quay mặt lại ra ngoài. Nhân chứng cam đoan nếu gặp lại anh sẽ nhận dạng được người thanh niên này. Báo Lao Động vào ngày 17 tháng 1 năm 2008 thì có bài viết như sau. Nghi can thứ 5 là một kỹ sư xây dựng, phải không? Liên quan đến vụ án hai nạn nhân bị giết tại bưu điện Cổ Voi, Long An vào ngày 16 tháng 1. Theo lời khai ban đầu của 4 nghi can, trong đêm xảy ra vụ án còn có một nghi can thứ 5, cao to, có nước da sáng, tóc xoăn, mặc quần jean và áo khoác rộng. Người này cũng là bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Nghi can Nguyễn Văn Nghị khai khi vào bưu điện đã thấy tình địch, biết mặt nhưng không rõ tên, đã ngồi bên Hồng từ lâu. Nghị còn khai sau khi chạm trán tình địch, anh ta đã bỏ ra ngoài và không quay trở lại bưu điện Cổ Voi cho đến sáng hôm sau. Với những đặc điểm mà Nghị đã miêu tả, nghi can Nguyễn Văn Sô khai đó là Trung, một kỹ sư xây dựng quê ở tỉnh Bình Dương, đang thi công một công trình ở tỉnh Long An. Sô cũng đã nhiều lần gặp người này và được Hồng giới thiệu là bạn mới. Với những thông tin này cho thấy, có ít nhất 3 người bạn trai của cô Hồng đã có mặt ở bưu điện Cổ Voi vào chiều đêm xảy ra vụ án mạng. Đó là Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Văn Mi Sô, kỹ sư Trung. Và vì sao trong hồ sơ vụ án lại không có kết quả giám định vân tay của những đối tượng có quan hệ tình cảm và có khả năăng có mặt tại bưu điện Cổ Voi tối 13 tháng 1 năm 2008 như Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Mi Sô và kỹ sư Trung? Đây là một câu hỏi đang được đặt ra và cần phải sự trả lời rõ ràng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa,
Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải nghi can thứ 5 bị bỏ sót là ai? Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.